Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé! Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây. Truyền thông Mỹ, chiến thắng là lời đáp trả của tuyển Việt Nam trước những nghi ngờ. Thưa quý vị, kênh thể thao nổi tiếng ESPN và trang chủ của AFC đồng loạt dành lời khen ngợi cho màn trình diện ấn tượng của tuyển Việt Nam trước Malaysia Tưởng chừng Việt Nam gặp khó khăn khi đối đầu Malaysia, nhưng rốt cuộc, thầy trò huấn luyện viên Park lại có chiến thắng dễ dàng ngoài sự tưởng tượng của nhiều người hâm mộ. Với sự vượt trội về đẳng cấp, Việt Nam giành tỷ số 3-0, nắm lợi thế lớn để giành suất nhất bảng trước khi tiến vào bán kết. Sau đại thắng của Việt Nam, nhiều phương tiện truyền thông quốc tế dành lời khen cho màn thể hiện của thầy trò huấn luyện viên Park Hãng truyền thông nổi tiếng thế giới trụ sở tại Mỹ, ESPN viết, Việt Nam một lần nữa đánh bại đối thủ ở AF Cup với việc đè bẹp Malaysia. Nếu ai đó cần lời nhắc về thành tích của Việt Nam tại AF Cup 2020, đặc biệt sau trận mở màn kém thuyết phục thắng Lào 2-0, họ đã có câu trả lời hoàn hảo bằng màn trình diễn vào tối chủ nhật ngày 12 tháng 12 hôm qua. Trong cuộc tài đấu Malaysia, đối thủ từng đối đầu ở chung kết AF Cup 2018, đưa kim vô địch Việt Nam hoàn toàn chiếm ưu thế để giành chiến thắng ấn tượng 3-0. Ấn tượng từ chiến thắng này là cách mà Việt Nam kiểm soát thế trận từ đầu đến cuối. Sau những thất bại trong thời gian gần đây tại vòng loại World Cup, Việt Nam đã bị nghi ngờ trước khi bước vào AF Cup và chiến thắng này giống như lời đáp trả của họ. Trang chủ liên đoàn bóng đá châu Á cũng đang hình ảnh Việt Nam ăn mừng và cho rằng Việt Nam đã giành chiến thắng một cách cực kỳ thuyết phục. Trận đấu được nhiều người mong đợi đã là khởi đầu đầy khó khăn khi cả hai đội đều kiểm soát bóng nhưng thủ môn Karun Aiman của Malaysia mới là người gác đền bận rộn hơn trong những phút đầu tiên của trận đấu. Sự kiên trì của Việt Nam được đền đáp khi Quang Hải công phượng ghi bàn. Malaysia dù thực hiện một loạt sự thay đổi người nhưng không thể mang lại hiệu quả. Trong khi đó, Việt Nam vẫn nắm hoàn toàn thế trận để ghi thêm bàn thắng thứ ba. Tin tiếp theo, cổ động viên Malaysia kêu gọi sa thải huấn luyện viên Tan Chen Hue sau trận thua tuyển Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá Malaysia kêu gọi huấn luyện viên Tan Chen Hue rời khỏi ghế thuyền trưởng tuyển quốc gia sau trận thua bạc nhược tuyển Việt Nam. Malaysia thêm một lần ôm hận trước Việt Nam sau trận thua tâm phục khẩu phục 0-3 ở lượt trận thứ hai AF Cup 2021. Hổ Malai tiếp tục nối dài thành tích đối đầu đáng buồn trước thầy trò huấn luyện viên Pahazer với 5 thất bại và chỉ một lần cầm hòa trong 6 lần gặp nhau. Chỉ kiến màn trình diễn tồi tệ của đoàn quân huấn luyện viên Tan Chen Huê, người hâm mộ bóng đá Malaysia bày tỏ sự thất vọng và chán trường. Cổ động viên xứ dầu cọ kêu gọi đòi sa thải vị thuyền trưởng hiện tại của đội tuyển quốc gia để thay đổi lối chơi tươi mới hơn trong tương lai. Trên trang mạng xã hội chính thức của Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM, rất nhiều cổ động viên nước này đồng loạt lên tiếng một huấn luyện viên Tan Chen Huê rời khỏi ghế nóng. Cổ động viên Muhammad Hazim bực tức Thật đáng cười khi người hâm mộ các nước láng giềng nhìn vào bảng đấu này và tin tưởng vào vị trí hiện tại. Rất nhiều lần đối đầu với Việt Nam mà không thể chiến thắng. Chiến thuật giữ nguyên Tan Chen Huê thật vô dụng với lý do cho rằng các cầu thủ mệt mỏi. Sa thải Tan Chen Hue đi. Tài khoản Joe Narun bày tỏ, thời điểm đầu của AF Cup là lúc Tan Chen Hue có thể từ chức và FAM cần xem lại công tác tuyển dụng. Cân nhắc thuê một huấn luyện viên nước ngoài với một chiến thuật tốt hơn. Lấy ví dụ như Indonesia, họ đá bóng nhanh, có tổ chức hơn. Nếu FAM không hành động ngay, bóng đá Malaysia chẳng đi đến đâu cả. Trận thua 0-3 trước Việt Nam không chỉ khiến Malaysia gặp bất lợi trong việc cạnh tranh tấm vé vào bán kết AF Cup 2021, mà nó còn khiến hổ Malai rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Đội bóng huấn luyện viên Tan Chen Huê gặp tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Trong khi đó, có rất nhiều điều tích cực sau thắng lợi đậm đà, thể hiện đẳng cấp số 1 Đông Nam Á, nhưng những chiến binh sao vàng cũng đón nhận thông tin kém vui về tình hình nhân sự. Theo đó, một vài tuyển thủ Việt Nam không tránh khỏi những vấn đề về sức khỏe thể lực sau trận. Tin tiếp theo, fan Thái đưa tuyển Việt Nam lên mây, khen nhiều cầu thủ đủ trình đá MU. Fan Thái Lan cho rằng nhiều cầu thủ Việt Nam đủ sức đá ngoại hạng Anh, thậm chí khoác áo MU. Tuyển Việt Nam làm nước lòng người hâm mộ nước nhà sau trận thắng tưng bừng Malaysia 3-0 ở bảng B AF Cup. Không chỉ vậy, màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Park ha seo nhận được nhiều lời ca ngợi từ giới truyền thông lẫn người hâm mộ Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan. Trên Facebook chính thức của tờ Gold phiên bản tiếng Thái, người hâm mộ đưa ra nhiều nguyên nhân lý giải cho sức mạnh của tuyển Việt Nam đồng thời bày tỏ sự hào hức trước viễn cảnh Thái Lan và Việt Nam tái ngộ ở chung kết AF Cup. Việt Nam thi đấu rất là hay, chạy rất nhanh và khỏe. Tôi phải thừa nhận Việt Nam ngày càng tiến bộ, nếu chạm trán họ, Thái Lan sẽ gặp nhiều khó khăn. Việt Nam được thử lửa qua nhiều trận lớn, họ sở hữu một huấn luyện viên tài năng người Hàn Quốc, dàn cầu thủ thi đấu cùng nhau một thời gian dài, phong độ của họ ngày càng tốt và chưa có điểm dừng. Nếu gặp nhau ở chung kết sẽ thú vị lắm đây. Fan Thái Lan cũng cho rằng thầy cho huấn luyện viên Park Hang-seo đã đạt tới đẳng cấp châu lục. Sau màn trình diễn quả cảm ở vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, cũng như hai trận vòng bảng AF Cup, Việt Nam đã ở đẳng cấp châu lục rồi. Dù thua mọi trận đấu ở vòng loại 3 World Cup nhưng họ đều chơi hết mình. Thú vị hơn, một bình luận cho rằng nhiều cầu thủ Việt Nam đủ trình độ khoác áo đội bóng tầm trung ở ngoại hạng Anh, thậm chí là MU. Việt Nam không phải là Barcelona của châu Á, bởi Barca hiện tại đang sa sút Nhiều cầu thủ Việt Nam đủ trình độ chơi cho các đội tầm trung ngoài hạng Anh như là Newcastle, West Ham, Brighton, Burnley hay thậm chí cả MU. Đây là bình luận được lượt tương tác nhiều nhất trong bài viết. Bình luận này là mang tính phóng đại, thậm chí có ý cả khịa MU, nhưng cũng cho thấy người hâm mộ Thái Lan rất coi trọng Việt Nam. Đồng thời xem thầy trò huấn luyện viên Park là đối thủ số 1 của tuyển xứ chùa vàng trong hành trình chinh phục ngôi vương AF Cup. Cũng như tuyển Việt Nam, Thái Lan đang thể hiện sự vượt trội ở bảng A, 6 điểm trên 2 trận. Nếu như duy trì phong độ ấn tượng hiện tại, hai đội hoàn toàn có thể tạo nên trận chung kết trong mơ ở AF Cup đúng với kỳ vọng của người hâm mộ. Chuyển sang tin tiếp theo. Tại sao Malaysia thua bạc nhược trước Việt Nam? Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ nhận thất bại đậm nhất trong lịch sử, Malaysia còn cho thấy họ lép vế hoàn toàn so với tuyển quốc gia Việt Nam. Tờ New Straits Times của Malaysia lý giải cho nguyên nhân thất bại của đội nhà xuất phát từ tình hình dính Covid-19 của các cầu thủ cộng với chấn thương trong trận đấu. Malaysia đã có thể hạn chế mối nguy nếu như đội bóng không bị bao phủ bởi Covid-19 và chấn thương. Huấn luyện viên Tan Chen Hue đã mất 4 cầu thủ sau khi xét nghiệm cho kết quả dương tính. Tài ương lại đến với một Malaysia suy kiệt khi mất đi cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn Aydin Jafran ở phút 21 do chấn thương. Không có sự phục vụ của Aydin và Sarunstad, cầu thủ phải rời sân ở phút 69. Cũng do chấn thương, hệ thống phòng ngự của Malaysia đã lao đao trước sức tấn công của Việt Nam. Tờ báo Malaysia đưa ra nhận định. Đó chỉ là một phần của nguyên nhân dẫn đến thất bại. Hãy nghe lời phát biểu rất thật của huấn luyện viên Tan Chen Hue về lý do sẽ hiểu thêm về thất bại nặng nề ấy. Malaysia có một trận đấu không tốt, hiệp một chúng tôi tôn trọng Việt Nam quá mức nên đá phòng ngự rất thấp và thua vì những pha phối hợp xuống biên của đối thủ. Sang nghiệp 2 chúng tôi cầm bóng nhiều hơn và hạn chế được số bàn thua. Trong lịch sử đối đầu cho đến trước buổi tối ngày hôm qua, Malaysia chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Việt Nam. Dẫu kết quả cuối cùng thường nghiêng về Việt Nam, ở đó, Malaysia luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất. Lối chơi khó chịu, tạo thế trận ngang ngửa với những chiến binh sao vàng. Tuy nhiên, Malaysia dưới thời ông Tan Chen Hue không thể ngước mặt lên trước Việt Nam. Theo đó, ông Tan Chen Hue chỉ giành được một trận hòa và thua đến 5 trận trong các lần đối đầu với ông Park Hang Seo. Một quá khứ phủ bóng đen, bại trận toàn tập ấy dường như dẫn đến một tâm lý sợ thua của Malaysia trước Việt Nam trong cuộc đối đầu vào tối 12 tháng 12. Thế nên thầy cho ông Tan Chen Hue bắt đầu trận với tâm thế chịu trận, lùi sâu về sân nhà để cố thủ trong các trận đấu mà có lẽ họ đặt mục tiêu cao nhất là một điểm. Chưa bao giờ Việt Nam lại tạo nên được một thế trận lấn lướt hoàn toàn, ép sân toàn diện và dễ dàng đến thế trước Malaysia. Xem nhà đương kim á quân đối phó Việt Nam cho giới mộ điệu cảm giác như thể nhà đương kim vô địch đang thi đấu với một đối thủ yếu nhất của Đông Nam Á. Với quyền kiểm soát hoàn toàn nằm gọn trong tay, Việt Nam ghi 1, 2 hay 3 bàn là tất yếu. Tất nhiên, nguyên nhân chính yếu giúp đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng đậm đà đến từ năng lực của các tuyển thủ Việt Nam. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm bản lĩnh thi đấu của Công Phượng và đồng đội được nâng lên gấp nhiều lần sau những trận thua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Rõ ràng đó là những trận đấu cực kỳ quý giá khi đoàn quân của ông Park Hang-seo được dịp so tài với các đối thủ có trình độ vượt trội khỏi tầm châu lục. Từng ít nhiều thể hiện được những điểm sáng trước Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, nên khi trở lại đấu trường Đông Nam Á, Việt Nam đã cho thấy vị thế của đội nằm trong top 12 châu Á. Một điều cực kỳ quan trọng giúp đoàn quân của ông Park Hang-seo buộc Malaysia phải buông mình chịu trận là thái độ và tinh thần thi đấu rất nghiêm túc, tôn trọng đối thủ. Trình lối ứng xử chuẩn mực khi ra sân ấy đã buộc các cầu thủ phải thể hiện hết năng lực chuyên môn. Một khi tuyển Việt Nam vẫn hết cả trí lực lẫn sức lực để thi đấu cùng với những khó khăn từ nội tại của đối thủ, Malaysia nhận trận thua đậm đà nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội như là một lẽ tất nhiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.